Thùy Chi từng tạm dừng sự nghiệp vì bị chê hát live dở, ngày càng lột xác ngoại hình. Thùy Chi được nhiều người yêu thích nhờ đời tư trong sạch và sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Thùy Chi là ca sĩ lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô nổi lên từ trào lưu ca sĩ mạng. Cô được khen là một ca sĩ có chất giọng rất tốt, cao vút ngọt ngào trong sáng. Thành công trên Internet đã giúp Thùy Chi được chọn tham gia biểu diễn tại chương trình Bài hát Việt năm 2005 của VTV3. Giọng ca Giữ Em Đi từng chia sẻ gieo duyên với âm nhạc từ nhỏ vì có điều kiện tiếp xúc với các loại hình nghệ thuật thông qua công việc của bố mẹ. Nhiều bài hát do chính Thùy Chi cover lại với giọng ca êm dịu trong trẻo vô cùng mê hoặc và thậm chí là có phần lấn lướt cả phiên bản gốc. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến một số bài hit của nữ ca sĩ đã đi vào lòng thế hệ 9X như Giấc Mơ Trưa, Xe Đạp, Xin Chào Việt Nam, Anh Sẽ Tốt Mà. Nữ nghệ sĩ đa tài của Vbiz. Ngay từ khi còn nhỏ, Thùy Chi đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc của mình qua các lớp thanh nhạc như đàn hát. Năm lên 6 tuổi, Thùy Chi bắt đầu được bố mẹ cho học đàn piano. Đến năm lên 9 tuổi, cô chính thức vào Nhạc viện Hà Nội để tiếp tục học piano. Đến năm 2005, khi Thùy Chi được 15 tuổi và hát vu vơ lại bài hát Giấc Mơ Trưa của nhạc sĩ Giáng Son dành cho ca sĩ Khánh Linh, thì được một người bạn quay lại và đăng tải lên Internet. Giọng hát ngọt ngào trong trẻo của Thùy Chi gây ấn tượng mạnh với khán giả và cô trở nên nổi tiếng. Từ đó, Thùy Chi được mệnh danh là bản sao hoàn hảo của Khánh Linh. Trước đó, Thùy Chi cùng người bạn của mình là ca sĩ Minh Phương đã lập ra nhóm nhạc TSD Band và chiến thắng giải nhất trong cuộc thi Ban nhạc học sinh sinh viên toàn quốc. Sau Giấc Mơ Trưa, Thùy Chi cho ra mắt nhiều ca khúc có thể gọi là gắn liền với tuổi học trò của rất nhiều người, nổi bật như Xe Đạp, Mưa, Quê Tôi, Mình Cùng Nhau Đóng Băng. Nhờ vào giọng hát đặc biệt, cô được chọn để biểu diễn trong bài hát Việt năm 2005. Sau khi nổi đình nổi đám với nhiều tác phẩm cover, Thùy Chi chọn cho mình một con đường riêng. Với ước mơ trở thành giáo viên dạy đàn, cô không tham gia các hoạt động showbiz nhiều nữa. Đến năm 2015, Thùy Chi quay trở lại với một diện mạo mới. Trước đó, nữ ca sĩ có nét đẹp đơn giản, mộc mạc, còn giờ đây, cô trở nên xinh đẹp và sắc sảo hơn. Dù không theo đuổi phong cách nào thì Thùy Chi vẫn được khán giả ủng hộ về lối sống giản dị và giọng hát thiên thần của mình. Đồng thời trong năm này, Thùy Chi cũng đã cho ra mắt tác phẩm nổi tiếng Giữ Em Đi và Anh Sẽ Tốt Mà kết hợp cùng nam ca sĩ Phạm Hồng Phước. Cả hai bài hát đều được đón nhận một cách tích cực. Tạm dừng sự nghiệp vì bị chê hát live dở. Nhắc đến Thùy Chi, nhiều khán giả sẽ nghĩ ngay đến một giọng hát live chuẩn không cần chỉnh. Thế nhưng nữ ca sĩ tiết lộ rằng cô từng phải dừng sự nghiệp ca hát vì những lời chê bai, hát không hay như thu âm. Thùy Chi chia sẻ khi đứng trước lời chê bai, cô tâm niệm, mọi người không có trách nhiệm phải hiểu rằng lúc đó tôi đang có vấn đề gì. Thế nên tôi chọn cho mình cách là ở nhà luyện tập, bỏ tất cả mọi thứ, dành tiền bố mẹ cho để đi thu âm. Thùy Chi phải thu đi thu lại đến 100 bài hát để luyện giọng, luyện cao độ, sau đó nhận các show sinh viên, những show có âm thanh tệ để tập kỹ năng. Dù âm thanh như thế nào cũng phải xử lý được cái micro đấy. Không dừng lại ở việc hát live chuẩn như thu âm, Thùy Chi còn khiến khán giả bất ngờ vì khả năng hát rap, hát chèo, thị phạm, hát giọng pha và giọng thật, hát thẳng và hát luyến lấy. Theo giọng ca Xe Đạp, khi chỉ mới 9 tuổi, cô đã rời ba mẹ để lên Hà Nội học nhạc trong suốt một năm trời. Tuy nhiên vì tính tự trọng, sợ cảm giác người khác biết mình đang khóc, nên Thùy Chi luôn chờ bạn bè ngủ hết rồi mới trùm mền khóc, nhưng cũng chỉ dám khóc thầm. Vì lẽ đó, Thùy Chi mới có những xúc cảm và ký ức để cho ra đời ca khúc Tuổi Thơ Con. Chia sẻ về kỷ niệm trong suốt hơn 15 năm hoạt động âm nhạc, giọng ca Giấc Mơ Trưa cho biết không ít lần phải đối mặt với các tình huống dở khóc dở cười đến từ người hâm mộ. Cô từng nhận thư đe dọa sẽ đến trước nhà nếu không phản hồi những lá thư tay fan gửi. Hay một kỷ niệm buồn sẽ mãi không bao giờ quên khi đã không chia sẻ lắng nghe những tâm sự từ bạn trưởng fan club đến một ngày bạn ấy qua đời đã khiến cô mãi tiếc nuối và day dứt. Bên cạnh những kỷ niệm vui buồn trong suốt hơn 15 năm làm nghề, Thùy Chi cũng chia sẻ về lý do nam tiếng khiến khán giả không khỏi xúc động. Theo đó, lý do để Thùy Chi chuyển hẳn vào Nam để phát triển sự nghiệp là để thỏa mãn đam mê được hát. Nữ ca sĩ trải lòng, mười mấy năm tôi dạy học và ở bên cạnh các em nhỏ, tôi luôn có cảm giác mình chưa bao giờ được toàn tâm toàn ý cho việc ca hát, nên bây giờ tôi thực sự mong muốn chỉ được hát thôi. Chia sẻ khiến khán giả xúc động và càng có động lực để đón chờ thật nhiều những sản phẩm âm nhạc cũng như những lần Thùy Chi xuất hiện trên sân khấu. Đời tư kín tiếng và sạch. Không ngoa khi nói rằng, hiếm có ca sĩ trẻ nào trong showbiz nhận được sự yêu mến về giọng hát nhiều như Thùy Chi. Chẳng cần scandal rùm beng về đời tư, cũng chẳng cần một vẻ ngoài lung linh rực rỡ. Thùy Chi ghi dấu ấn suốt nhiều năm qua bằng chính cuộc sống bình lặng và giọng hát thực lực trong và cao vút. Đó cũng bởi vì cô không muốn chia sẻ nhiều về đời tư của bản thân, chỉ muốn chú tâm vào công việc dạy đàn và ra mắt các ca khúc. Chia sẻ về hình mẫu lý tưởng, Thùy Chi cho biết có thể sẽ là một người kiên nhẫn, tôn trọng những khác biệt của đối phương, không có cái nhìn phiến diện trong cuộc sống, dễ thương, chan hòa, tích cực trong mọi chuyện. Tôi nghĩ một người có tính cách như vậy sẽ có nhiều điểm tương đồng hợp với tôi. Ngoài ra, thông tin xoay quanh Thùy Chi được bàn tán nhiều nhất chính là sự thay đổi về ngoại hình.
Mặc cho nhiều đồn đoán về việc can thiệp thẩm mỹ, cô vẫn nhất quyết giữ im lặng, không lên tiếng phản bác hay giải thích. Chính vì thế, khán giả càng yêu quý vì sự kín tiếng của Thùy Chi và ủng hộ nữ ca sĩ trên con đường sự nghiệp.